Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 86, ngày 8, Vị Vua Bất Trung, Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên đoạn 17, câu 11 đến câu 18, câu ghi nhớ Ê-xê-chi-ên đoạn 17, câu 16 phần B. Vua ấy sẽ chết tại Babylon, trong đất của vua đã tôn người lên ngôi, mà người đã coi thường lời thề và hủy bỏ giao ước. Bản truyền thống hiệu đính. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 17, câu 11 đến câu 18. Kinh Thánh Cựu Ước trang 758, câu 11 đến câu 18. Và có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: hãy nói cùng nhà bạn nghịch ấy rằng các ngươi không biết điều đó có ý nghĩa thế nào sao? Lại khá nói rằng: này, vua Babylon đã đi đến Jerusalem, đã bắt vua và các quan trưởng đem đi với mình về Babylon. Vua ấy đã chọn một vua con vua, lập giao ước với, khiến phát lời thề và đã điệu những người mạnh trong đất đi, đặng cho nước phải sa sút, không tự dấy lên được. Song bởi giữ giao ước thì nước còn lại. Nhưng vua đã dấy loạn nghịch cùng vua Babylon, mà sai sứ thần đến Ai Cập, đặng người ta giúp cho những ngựa và nhiều dân. Người há được thịnh vượng sao? Người đã làm những việc như vậy, há thoát nạn được sao? Đã dứt bỏ lời giao ước còn mong thoát nạn. Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, ấy là tại nơi ở của vua đã tôn nó lên ngôi, mà nó đã khinh dễ lời thề và dứt bỏ giao ước, thì nó cũng sẽ chết với vua ấy tại giữa Babylon. Pha-rô-ôn sẽ không đi với một đạo binh lớn và những toán lính đông đến cứu viện trong sự giao chiến, khi người ta đắp lũy dựng đồn để hủy diệt nhiều người. Thật vậy, Sê-đê-kia đã khinh dễ lời thề, phạm đến giao ước này đã trao tay ra rồi, thế mà nó còn làm những sự ấy, nó chắc không thoát khỏi. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 16 phần B. Bắt đầu từ chỗ vua ấy. Trời, thật như ta hằng sống, ấy là tại nơi của vua đã tôn nó lên ngôi, mà nó đã khinh dễ lời thề và dứt bỏ giao ước, thì nó cũng sẽ chết với vua ấy giữa Babylon. Chúng ta đọc câu ghi nhớ để được tô màu nhé. Thật như ta hằng sống, ấy là tại nơi ở của vua đã tôn nó lên ngôi, mà nó đã khinh dễ lời thề và dứt bỏ giao ước, thì nó cũng sẽ chết với vua ấy tại giữa Babylon. Trong phần tìm hiểu, khi vua Sê-đê-kia dấy lên nghịch cùng Babylon, vua đã nhờ ai giúp đỡ mình? Câu 15, em đánh dấu tích vào câu trả lời đúng nhé. Nhờ ai các em? Nhờ vua Ai Cập hay là vua Nebuchadnezzar hay là vua của các nước lân cận? Câu 15 cho chúng ta biết là câu 15. Nhưng vua đã dấy loạn nghịch cùng vua Babylon, mà sai sứ thần đến Ai Cập đặng người ta giúp. Ai Cập. Chúng ta đánh dấu vào cái ô chữ Ai Cập rồi. Vua Sê-đê-kia nhờ vua Ai Cập giúp điều gì? Tiếp theo trong câu 15, các em thấy là gì đây?
người ta giúp cho những ngựa và nhiều dân. Ngựa à, ngày xưa đi đánh giặc thì người ta cởi trên những con ngựa đó các em. À, chưa có xe tăng, chưa có những cái vũ khí hiện đại như bây giờ, cởi trên con ngựa. Rồi nhiều dân đó là quân lính. Thái độ của vua Sê-đê-kia đối với Chúa như thế nào? Chúng ta thấy ở trong câu 16 ha. Câu 16: mà nó đã khinh dễ lời thề và dứt bỏ giao ước. Khinh dễ lời thề, dứt bỏ giao ước có nghĩa là không có giữ cái lời giao ước với Chúa. Giao ước với Chúa đó là phải vâng theo lời của Chúa dạy, nhưng mà họ không có giữ cái giao ước đó. Vua Sê-đê-kia không kính sợ Chúa, không vâng giữ những điều Chúa đã hứa với Chúa. Khi gặp khó khăn, vua tìm sự giúp đỡ nơi con người. Cuối cùng vua chết thê thảm. Vua không có cầu nguyện với Chúa, không có xin Chúa giúp đỡ, mà đi nhờ vua Ai Cập. Và cuối cùng thì bị chết rất là thê thảm. Nhận biết người bất trung không giữ lời đã hứa với Chúa thì sẽ nhận hậu quả thê thảm. Khi mình hứa với Chúa điều gì thì mình phải giữ lời hứa với Chúa, làm thành, thực hành. Khi gặp khó khăn và thử thách, em tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn từ Chúa. Khi gặp khó khăn, thử thách thì mình tìm kiếm sự giúp đỡ và sự hướng dẫn từ Chúa. Em tôn trọng và thực hiện những cam kết em đã hứa nguyện với Chúa. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp em luôn trung tín đi theo Chúa, biết nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa kính yêu, xin Chúa giúp con luôn trung tín đi theo Chúa, biết nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Lạy Chúa kính yêu, xin Chúa giúp con luôn trung tín đi theo Chúa, biết nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.